Em lồng con đấy. Lồng nhà con nào. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Ngọc, năm nay em 21 tuổi, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Hôm nay em lên để cách chân cho app CCDA. Tài năng của em là cosplay, ca hát và nhảy nhá. Em đã có kinh nghiệm live ở rất là nhiều app. Hôm nay thì em muốn lên đây để thử sức bản thân mình, để có cơ hội được hợp tác với công ty, rất mong được sự ủng hộ từ mọi người. Sau đây thì em xin hát một bài hát để thể hiện tài năng của mình. Em thức say hôm nay, loay hoay vì cơn say. Lâu nay mình chia tay, anh nhớ không? Em soi mình trong gương, mi môi còn hơi sưng, giọt lệ hôm qua khóc cho một người từng thương. Em đi vào đi ra. Thì ngâm nga đôi ba lời ca xưa anh viết cho mẹ thấy hình ảnh đó mẹ hơi đời âu lo vì sao chẳng còn thấy anh bên em nói cười mẹ em nhớ anh sao lâu nay anh không về qua nữa chẳng quan tâm em dạo này em sống sao tình yêu sao bây giờ đến nhanh nên đi cũng nhanh lại còn tìm hiểu không để sao mẹ em chứng em sao lâu nay em chưa hề quên đi anh làm quên thanh xuân sẽ trôi đi rất nhanh chỉ đứng trong im lặng thôi để nước mắt trên mi tự rơi mới quên một người rất dễ nhưng đâu dễ lắm đàn bà cũ là những người nắm giữ quá khứ của đàn ông họ có mặt trong một vùng trời tuổi trẻ đắm say có mặt trong những ngày gian khó vẫn nắm chặt tay càng giống tố càng muốn cùng nhau đi qua tất cả nhưng lại không thể bên nhau trong những ngày đông ấm họ có một sự cố chấp yêu rất riêng rất trẻ những điều họ không thừa nhận trong người sau đây thì em xin nhảy một đoạn bài hát để thể hiện tài năng của mình. Sau đây thì em xin nhảy một bài hát để tặng mọi người. I wanna rock you, baby. I wanna rock you, baby. I wanna rock you, baby.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.